Hè hè, hình như nghe tiếng chân, nghe tiếng chân. Nó đây lại. Im lặng. Đừng. Mùi thơm đó. Đúng rồi, có mùi thơm lắm đó. Lấy đi. Bánh quá trời luôn nè. Chạy ra. Đúng. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hia đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mini World tập tiếp theo của mình. Và nếu các bạn thích Mini World này của mình, nhớ để một like, một share để một video của mình. Và nhớ qua đăng ký cho channel của Huy Nước, Kairon và cũng như là Jimmy nha. Thì ok, nhớ khi mà đăng ký xong thì các bạn nhớ lắc luôn cái chuông bên cạnh nhé các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì mình đang đá banh trong cái suốt. Kêu rồi. Ủa gì vậy Jimmy, gì vậy? Có chuyện gì? Trời ơi, tôi mới phát hiện ra, mệt quá. Cái gì? Nhanh lên. Tôi thở. Trời ơi, tôi ở trong nghe đây, chuyện gấp lắm. Hồi nãy tôi chuyện tôi đang ở ngoài, tôi đi lấy táo về trong ăn nè. Quay qua thì tôi đứng từ xa, tôi thấy thằng nước đi vô nhà mình á. Đem cái hình như nó đem kim cương ra vậy hả? Đem kim cương ra? Thằng nước đó nha. Sao biết được, thằng nước nó khờ lắm, nó làm gì, nó lấy kim cương làm gì? Nước chị nó lấy kim cương của mình đâu, mi chúng tôi về nhà con. Đâu đi, cái gì mà nước nó lấy kim cương mình không có tin được đâu. Đâu, chỉ cho tôi coi, lấy ở đâu, ở cái hầm đúng không? Đúng rồi, mất hết rồi nè. Trời ơi, một đống đồ tôi cày cuốc. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi sẽ làm gì? Tại sao mà canh nhà kiểu gì vậy? Hồi nãy tôi định đi lấy táo tại ông muốn ăn táo mà. Trời ơi, bây giờ mất rồi, giờ làm sao? Thôi không được, lấy súng đi kìm thằng núp ơi. Đi. Mà phải đi tìm thằng núp thôi bạn ơi. Núp đâu rồi? Mình phải chi lùng thằng núp. Không biết rồi. Không biết qua này coi, đi qua này có phải là coi chừng phải núp chảnh hay ai lấy không đó. Ôi không phải, hình như không phải. Ôi, nhà ai đây ta? Con núp này, con núp nhà không? Vô mình phải chi lùng bằng núp thôi bạn ơi. Vô. Vô cho mi ơi. Ôi, thằng này sao nó hôm nay nó dễ dám như vậy nhờ? Không được, không tin được. Ơ, gì vậy? Yêu núp chảnh nhất trên đời mình là chồng nước chảnh. Cái gì vậy? Hả? Thằng nước là chồng nước chảnh. What the? Cái gì nước trời? Hay là nó yêu nước chảnh? Nào cho nó chứ, thằng này ngu lắm á, làm gì biết yêu. Xin làm đó, ai này nữa, xin quỷ xin nó làm này Jimmy. Trời ơi, nhưng mà cái kim cương, số kim cương mình làm sao? No, mình phải chi lùng. Mình phải chi liền, chi tìm nó thôi bạn ơi. Cái gì nhà mình sẽ nghĩ suy nghĩ cách, nhưng mình sẽ tìm nó. Về nhà thôi Jimmy. Ok, tôi đang về chú ông nè. Thôi, mình sẽ đợi xem và suy nghĩ cách như thế nào. Giờ mình sẽ bắt đầu bắt được thằng núp chảnh. Thằng núp. Ok, thằng núp đúng không? Bây giờ thì ta sẽ xây một cái chuồng, sau đó cho mày vô, mày mới biết cái nào gọi là lễ độ. Mày dám phá nhà của ta là một sai lầm vậy con. Rồi, xong, một cái chuồng rất là hấp dẫn. Bây giờ sẽ thêm một cái này nữa. Rồi, này nó đi ra được không? Không được. Rồi, không, cái này thì kiếm dọc. Rồi, đó. Ok, bây giờ thì mình chỉ cần là một cái miếng thảm. Đó là xong, sẽ nhốt nó vô thôi. Trời ơi, mọi chuyện rất là đơn giản. Rồi. Cái gì, ở gì vậy Jimmy? Xong chưa? Việc tôi nhờ bà xong chưa? Đâu đâu, vậy ta nhờ bà xong chưa? Trời ơi, xong rồi, ta nướng xong rồi, ta đang bỏ nó ở ra trong cái gương mặt. Ok, được, được. Bây giờ tôi sẽ gài bẫy nha.
Tôi sẽ để những cái bánh đồ này. Rồi, 1 2 3 4. Rồi, ok. Rồi mình sẽ để hai cái cột bên đây là bánh hết luôn. Rồi, bánh. Rồi xong rồi nè, thôi không cần. Rồi, 4 cái bánh. Rồi, đi vô nhà, đi vô nhà canh nó. Đi vô. Ăn được không? Không, đi vô nhà canh nó nè. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đợi nó lại thôi. Đó. hình như nghe tiếng chân, nó đang lại, im lặng, đừng. Mùi thơm đó. Đúng rồi, có mùi thơm lắm đó. Lấy đi. Ồ, bánh hết trời luôn nè. Chạy ra. Núp. Mày đứng lại. Dì theo nó. Mày dám ăn cắp đồ của anh hả mày? Tao dì theo nó đi. Dì mày nhanh lên. Thằng này mày đứng lại nhanh lên. Mày dám lấy đồ của anh chị hả mày? Biết bao nhiêu kim cương của tao làm dâm dụm được để tao xây nhà, mày cũng dám lấy. Thằng quỷ nó đứng lại. Tao phải núp lấy hả? Người ta Jimmy đã thấy mày lấy rồi, mày còn xạo hả? Bắt lại. À rồi, chạy đi con, chạy đường nào. Bây giờ đi theo. Đừng Jimmy. Bây giờ đi theo, không thôi tao bắn chết. Đi về. Như lên, mày dám chạy hả? Không, đi cứ đi theo đi, đừng có chọc mấy cái đó con Jimmy. Ok. Như lên. Trời ơi. Mày dám lấy kim cương của tao hả? Ừ, lấy đồ của người ta mà còn kỳ gì, đừng có xạo nghe chưa. Nhanh lên, đi về, đi về. Chứ giờ nước hư quá, lúc trước nước đâu có lấy ba cái đồ của chị anh đi ha, hay lấy đồ của anh đâu. Thằng này nó láo. Nước á càng ngày càng sinh tệ à. Nước đỡ lấy nè. Đi vô. Đi vô nhanh. Rồi. Bây giờ thì ở trong đó đi con. Về cái tội mày dám lấy. Khoan đã sao? Mọi người nghe em nói đi. Rồi, mày muốn nói gì tao cho mày 3 giây để nói tại sao mày làm chuyện đó. Nói đi, tại sao nó làm chuyện đó. Sự thật đó là xuống lần. Ủa có cái hầm nè. Ủa có cái hầm.
Bỏ đi xuống làm sao thôi. Ui, gì mà nhiều vậy? Lại, ơi, bà chị nó chạy đập nhà mình quá. Trời, xin lỗi gì ai lại với mi nha. Không có ý đâu. Sao phải là đi dài? Ủa, nó chạy rồi. Ủa đâu rồi ta? Mình có mang đầy đủ hết rồi mà. Nè trời, mẹ đi ăn cắp được những thứ gì rồi? Móc cái này cho ta coi coi. À, hình như có cái này thứ đáng quý ở trong nhà thôi nè. Ô, trời. À, nè, cái này nè. Wow, kim cương sao? Wow, cái ngọc vàng nữa. Wow, tên nước này đúng là lợi hại. Ta nghĩ là với một thằng nước như ngươi, một thằng ốc bò như ngươi, hành động kiểu này mà cũng không có sơ hở thì cũng hơi kỳ. Ta nghĩ là chắc là cũng phải để lại manh mối gì đó, cho nên á là chị khuyên cưng là nên đi khỏi cái thế giới này luôn đi, bởi vì nếu mà bị ai đó phát hiện thì cưng cũng không còn đường sống đâu. Ta chỉ khuyên vậy thôi, chứ bây giờ cưng làm xong nhiệm vụ cho ta rồi. Trời ơi, vui quá đi, vui quá đi. Ok, mọi chuyện vậy thôi. Thôi, vậy thôi, thả nó ra đi Jimmy ơi. Ok, để tôi đặt ra cho. Ui, rồi, ra đi. Dạ, xin lỗi hai anh chị ơi, em không có ý đâu. Trời, giờ, sau này mà có chuyện gì mà cần... Nói chung là có chuyện này mà khó mà nút chảnh hay là kêu em gì đó, cứ lại kêu anh với là Jimmy. Anh với là Jimmy có thể cứu em hoặc là giúp em. Chứ đừng có đi làm mấy chuyện bậy bạ mà núp chảnh kêu bậy á, đừng có kêu làm theo bả nghe chưa. Đúng rồi đó. Em mà bây giờ á, anh chị thương em mà em lì một cái là kêu em ra luôn. Thôi Jimmy. Ok, thì các bạn ơi, thì tập này á là núp chảnh nó muốn gây sự với mình rồi, với lại Jimmy. Bây giờ cũng tội núp nữa, nếu các bạn muốn hàng núp vô tội thì hãy xài hashtag núp vô tội nha. Và nhớ tập sau mình sẽ qua, mình sẽ tìm nút chảnh và bắt nút chảnh, sẽ nhốt nút chảnh lại, sẽ buộc tội nó. Và nếu các bạn thích video này mình, nhớ để lại cho mình một like, một share để ủng hộ video mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại những video tiếp theo. Goodbye.